Thời gian gần đây có một số đối tượng lừa đảo giả danh công an gọi điện thoại lừa người dân cài đặt ứng dụng VNEID giả mạo nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Những hình thức giả mạo này vốn không mới, tuy nhiên hiện nay cách thức tiếp cận có phần tinh vi hơn. Lợi dụng chiến dịch vận động người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử VNEID, đầu tiên kẻ gian sẽ gọi điện thoại và vận động bạn đi làm VNEID để tạo lòng tin. Sau đó các đối tượng lừa đảo cầu nạn nhân cung cấp số tài khoản ngân hàng mã OTP và cài đặt ứng dụng VNEID giả mạo thông qua liên kết được cung cấp với lý do tích hợp thông tin xác minh tài khoản. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân cài đặt và cấp quyền trợ năng, điện thoại sẽ ngay lập tức bị mất quyền kiểm soát. Với quyền truy cập trợ năng, kẻ gian có thể ghi lại các thao tác trên màn hình điện thoại, đọc OTP, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Hiện tại tài khoản VNEID có hai mức, trong đó mức 1 có thể thực hiện trực tiếp trên điện thoại và mức 2 sẽ thực hiện tại trụ sở công an phường xã.